Xin chào các bạn, mình là Danny. Và trong clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện phát âm đối với các màu sắc trong tiếng Anh nhé. Trong clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc các màu trong tiếng Anh nhé. Quan trọng nhất đó chính là phát âm chuẩn, vì vậy các bạn hãy cùng luyện tập theo mình nhé. Đầu tiên, màu đen, black. Các bạn hãy tập trung vào nguyên âm a và sau đó phụ âm kép b, black. Các bạn biết không? Phụ âm kép này các bạn càng đọc gần nhau bao nhiêu thì nó sẽ càng tự nhiên. Thường người Việt Nam có thói quen đọc là black, nên các bạn hãy nhớ là chúng ta đọc hai phụ âm này gần nhau nhé. Black. Nhớ bật endings nhé. Black. Thứ hai, red. Chúng ta sẽ không đọc đi lên là red mà là red. Đi xuống nhé. Red. Red. Yellow. Trong âm nhấn vào vị trí số 1 nhé. Yellow. Yellow. Brown. Nguyên âm ao và endings n. Brown. Brown. Green. Nguyên âm e nhé. Green. Green. Tiếp theo, purple. Trong âm nhấn vào vị trí số 1. Purple. Purple. Violet. Chắc các bạn biết hoa violet đúng không? Tuy nhiên nếu là màu sắc trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ không đọc là violet mà là violet. Violet chỉ là cách người Việt hay nói thôi. Violet. Chậm âm nhấn vào vị trí đầu tiên nhé. Violet. Violet. White. White. Phụ âm w đứng đầu tiên nhé. Và nguyên âm I. White. White. Nhớ là bật endings nhé. White. Orange. Trọng âm nhấn vào vị trí đầu tiên. Orange. Orange. Và endings. Endings trong trường hợp này bình thường được bật âm là j. Tuy nhiên khi nó trở thành endings thì nó sẽ yếu hơn và đọc là j. Orange. Tiếp theo, beige. 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 Ok, chúng ta cùng nhau ôn lại một lần nữa nhé. Black. Red. Yellow. Brown. Green. Purple. Violet. White. Orange. Beige. Vừa rồi là các màu sắc khá là cơ bản trong tiếng Anh. Chúc các bạn có thể phát âm tất cả những màu sắc này một cách chuẩn phát âm nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé. Bye bye. Hãy like, share để bạn bè mình cùng học, subscribe và đồng hành cùng mình trong các video tiếp theo. Và hãy comment mọi thắc mắc để được hướng dẫn học cụ thể nhé.